Chào mọi người, hôm nay mình lại tiếp tục lên rừng tìm măng đây. Tranh thủ vẫn còn mùa măng, mình sẽ đi lấy một ít lá ngọn non của nó về để làm măng khô. Để khi nào hết mùa măng rồi thì mình vẫn còn măng khô để ăn. Măng vỏ đắng này không giống như các loại măng khác, để làm măng khô thì rất dễ bị hỏng. Còn để làm măng ngâm thì cũng không để được lâu, chỉ để được tầm 2 đến 3 tuần thôi mọi người ạ. Chỗ này mình phát hiện ra một cây thuốc trị đau bụng mọi người ạ. Đây là cây thuốc trị đau bụng. Đau bụng bên ngoài phân xanh phân lỏng và ăn đồ tanh vào là đau bụng. Cây này mình cũng không biết tiếng phổ thông gọi là cây gì, nhưng mà tiếng dân tộc mình gọi là co mắc mẩn, dịch ra là cây chắc chắn nha. Mình sẽ nhổ vào mang về vườn nhé. Cây này sẽ dùng thân và rễ của nó về để đun nước uống. Chặt quá mọi người ạ. Đây, rễ của cây này nó vàng vàng như thế này, rất là thơm. Cây thuốc này khi đun lên sẽ có màu vàng cam, thơm, rất dễ uống, nên mọi lứa tuổi nào cũng đều dùng được nha. Được bằng này măng thì cũng đủ rồi, giờ thì mình về đây. Bye bye mọi người nha, hẹn mọi người ở video clip tiếp theo của mình nhé.